Mừng xuân mới 2023, Thiên Nào Dio đem đến cho tất cả các bác yêu ca hát một bộ combo karaoke với mức giá rất mềm, từ 30 triệu chỉ còn 23 triệu. Bộ dàn gồm có hai thành phần, đó là một đôi loa và một bộ trộn và một bộ micro không dây. À, với đôi loa chúng ta sẽ có đây là đôi loa JBL RM210. Đôi loa này là đôi loa karaoke Active đã có tích hợp sẵn âm ly bên trong và chúng ta sẽ ghép với chiếc Mixer Komi K10 Plus Và bây giờ xin mời mọi người cùng tìm hiểu chi tiết về từng thành phần Loa JBL RM210 là một đôi loa được thiết kế nằm ngang Có thể phù hợp để đặt bất cứ nơi đâu Các bác có thể đặt lên chân, treo lên trên giá hoặc thậm chí là đặt lên trên tủ Đây là đôi loa có một cái trọng lượng tương đối nặng là 13,5kg Giải tần số đáp ứng rộng từ 45Hz cho tới 18kHz Độ nhạy 92dB và đặc biệt mức công suất tối đa của nó rất cao Lên tới 300W nó cho góc phủ âm rất rộng theo chiều ngang là 120 độ, theo chiều dọc lên tới là 110 độ và đem đến một cái áp suất âm thanh cực đại lên tới 114 dB đảm bảo có thể phủ lấp được cho những căn phòng lên tới 20-30 mét vuông rất là tuyệt vời. Đồng thời đây là một đôi loa có một cái kích thước là 530 mm theo chiều ngang và theo chiều cao là 335 mm và theo chiều sâu là 245 mm cho nên chúng ta cũng có thể dựa theo cái kích thước này để tìm kiếm cho nó một cái chỗ đặt phù hợp. Tiến đến mặt sau loa, chúng ta sẽ thấy rằng ở đằng sau loa có cổng cắm nguồn. Vì vậy đây chính là một cái chiếc loa đã được tích hợp sẵn âm ly phía bên trong. Cho nên mọi người không cần phải bỏ tiền ra mua những cái bộ cục đẩy hay là bộ bao công suất hay là tìm kiếm giải pháp phối ghép nữa vì hãng đã tính rất là chuẩn xác rồi. Chúng ta chỉ cần cắm một dây nguồn vào phía đằng sau. Ngoài ra khi nhìn đến phần các cái dây tín hiệu đường vào thì mọi người sẽ thấy ở đây rằng là có đường XLR output và có đường XLR input và chúng ta thường là sẽ sử dụng đường XLR input và đường unbalanced input để chúng ta kết nối từ cái bộ trộn mixer lên tới thẳng loa. Ngoài ra đây là một đôi loa được trang bị công nghệ rất mới đó là công nghệ Bluetooth APTX. Chúng ta có thể pairing hai loa này với nhau hoàn toàn là không dây và chúng ta cũng có thể truyền phát nhạc trực tiếp từ điện thoại tới loa với độ trễ gần như bằng không, rất tiện lợi để cả nghe nhạc lẫn karaoke. Tiếp đến giải pháp phối ghép chúng ta sẽ ghép với chiếc mixer Komi K10 Plus. Đây là một bộ mixer uh, được kết hợp chỉnh cơ, cho nên là nó rất là dễ dàng để điều chỉnh với bất cứ ai. Và họ đã thiết kế những cái phần chỉnh là chúng ta sẽ dùng những cái tuốc nơ vít với cái đầu dẹt ngang để chúng ta chỉnh và như vậy là chúng ta sẽ không sợ người khác có thể thay đổi được cái cấu cấu hình chúng ta chỉnh âm. Và cái cách chỉnh này nó cũng rất là đơn giản và đem đến hiệu quả âm thanh cao. Ngoài ra cũng có chức năng là FX tức là chúng ta sẽ giảm bớt được một phần tiếng rú rít cho nên là nó sẽ đem đến một cái việc karaoke à, tiếng sáng, bắt tốt, nhạy. Đồng thời chúng ta có thể điều chỉnh được bass, mid và treble một cách rất là tiện lợi. À, đây là một cái mixer mà có cái kết nối Bluetooth, vì vậy mà chúng ta cũng có thể à, truyền âm thanh thẳng từ chiếc điện thoại của chúng ta tới cái mixer này và hát ở trên điện thoại. Ngoài ra với các bác sử dụng TV thông minh thì chúng ta sẽ kết nối từ TV xuống chiếc mixer này thông qua đường optical và Thiên audio thì sẽ tặng uh, cho tất cả các bác uh, phần dây optical, dây quang từ TV xuống chiếc Komi K10 Plus và tặng thêm cả một đôi dây tín hiệu đi từ chiếc uh, K10 Plus này cho tới loa và chúng ta sẽ đến với thành phần cuối cùng đó là một bộ micro không dây cũng đến từ thương hiệu JBL với hai cái uh, tay cầm như thế này rất là đẹp và xịn và cả bộ dàn chỉ có 23 triệu. Xin mời các bác đến Audio Thiên Hà để có thể trải nghiệm bộ dàn này và dinh ngay bộ dàn này về nhân dịp Tết mới 2023.